Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong thời lượng của tin mới. Hãy cùng dành ra ít phút mỗi ngày để lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đã diễn ra trong ngày trên kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Thưa quý vị, bắt đầu từ đêm hôm thứ Năm, Trùng Khánh trải qua một loạt mưa lớn từ Tây sang Đông, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp 410 triệu nhân dân tệ. Theo Văn phòng Kiểm soát Lũ lụt thành phố, từ 20 giờ đêm thứ Năm đến 18 giờ chiều thứ Sáu, 297 trạm ở 21 quận và huyện của thành phố có lượng mưa lớn, 57 trạm có lượng mưa cực lớn. Trạm có lượng mưa 164,2mm, trong đó có 19 trạm, từ 7 giờ đến 9 giờ trong ngày có lượng mưa 110,9mm. Do ảnh hưởng của lượng mưa lớn, 25 con sông trong thành phố, mực nước đã dâng cao. Trạm Kỳ Giang, Đông Tây có mực nước cao nhất là 284,78m vào lúc 14 giờ chiều thứ Sáu. Tốc độ dòng chảy cực đại là 2.170m3 mỗi giây, vượt quá mực nước cảnh báo là 1,19m. Quận Kỳ Giang đạt đỉnh vào lúc 16 giờ 38 phút hôm thứ Sáu, mực nước đảm bảo là 22,5m. Vượt mực nước đảm bảo 0,5m vào lúc 17 giờ 50 phút, mực nước cao nhất tại trạm Wu Cha trên dòng chính của sông Kỳ Giang là 202,6m vào lúc 20 giờ 42 phút tối thứ Sáu và tốc độ dòng chảy cực đại là 3.610m3 mỗi giây, vượt quá mực nước đảm bảo 2,32m. Cho đến nay, trận mưa xối xả đã ảnh hưởng đến hơn 860.000 người tại 126 thị trấn và làng mạc ở 11 huyện và quận bao gồm Vinh Sương, Giang Tân, Kỳ Giang, Vĩnh Xuyên, Đại Túc, Nam Xuyên, Bảo Nam, Du Dương và Tây Sơn, khiến 11 người mất tích, nước tràn vào các khu vực trũng thấp như phố Bắc Thành, đường Tân Giang và Cái Ba ở huyện Kỳ Giang, làm hư hại một số hồ chứa nhỏ với tổng thiệt hại kinh tế là 410 triệu nhân dân tệ. Sáng hôm qua, một nhóm công tác do Vương Tại Khâm, Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học của Ủy ban Sông Dương Tử do Bộ Tư lệnh Phòng thủ Sông Dương Tử cử đến Trùng Khánh để chỉ đạo công tác cứu trợ thiên tai. Thưa quý vị, kể từ đầu tuần, huyện Liên Thành, tỉnh Phúc Kiến có mưa liên tục, mưa to cục bộ đến mưa rất to, lượng mưa tối đa ở thượng nguồn sông Bắc Tiền là 183mm, mực nước sông tiếp tục dâng cao. Sau cơn mưa vào chiều thứ Bảy, Giang Tú Phong và 24 người khác từ làng Tây Vệ đến đảo Cổ Long Đầu nằm ở trung tâm sông Bắc Tiền ở Liên Thành có diện tích hơn 300 ha để làm trang trại. Những người này bận bịu với công việc không ai để ý rằng do mưa lớn trên thượng nguồn, nước lũ đổ về khiến nước sông dâng nhanh, làm ngập con đường từ bờ sông ra cù lao giữa sông. Hơn 6 giờ chiều trời nhá nhem tối, khi người dân chuẩn bị về nhà sau một buổi chiều bận rộn thì phát hiện đường ra bờ sông đã ngập nước. Đối mặt với dòng lũ xối xả, người dân trong làng chủ yếu là phụ nữ và người già đã nhiều lần nắm tay nhau cố lội qua sông nhưng đều bị lũ cuốn trôi trong vòng 2 mét. Lúc này, Hoàng Thu Sinh, người ở độ tuổi ngoài 40 đã quen với sông nước đã dũng cảm đứng dậy và mạo hiểm trước dòng lũ cuốn. Anh bơi ra bờ sông và chạy về làng cầu cứu. Nghe tin có 23 người bị lũ cuốn, làng lập tức cúp điện thoại báo cáo lên thị xã và huyện nhờ đến cứu. Vào trưa hôm Chủ nhật, tại làng Tây Vệ, thị trấn Bắc Tuyền, huyện Liên Thành, tỉnh Phúc Kiến, 23 dân làng trong đó có Hoàng Ninh Hoa đã được cứu sống sau khi bị nước lũ cuốn trôi, mắc kẹt trên một hòn đảo biệt lập giữa sông trong 18 giờ. Sau khi nhận được cuộc gọi, các bộ phận liên quan ở tất cả các cấp trong huyện Liên Thành đều rất coi trọng nó. Quốc Hòa, phụ trách trụ sở kiểm soát lũ lụt sông Dương Tử của quận đã liên tục thông báo về tình hình cứu hộ qua điện thoại. Các nhân viên an ninh công cộng đã vội vã đến làng Tây Vệ và hợp tác đầy đủ với các quan chức của thị trấn Bắc Tuyền để thực hiện công tác cứu hộ một cách toàn diện. Lúc này trời đã tối hẳn, thị trấn Bắc Tuyền đang mưa rất to, nước sông vẫn dâng cao, lũ ngày càng dữ dội. Con sông vốn rộng hơn 30m, nay đã rộng hơn 70m nên công tác cứu hộ gặp rất khó khăn. Lũ về quá nhanh không thể bơi qua sông, thuyền bè trong làng quá nhỏ, chèo bằng tay không cẩn thận có thể bị lật úp khi lũ lên nhanh. Lực lượng cứu hộ trong quận đã thử 6 hoặc 7 phương pháp, tất cả đều thất bại do trời tối và nước chảy xiết. Cuối cùng, qua nghiên cứu tại chỗ của lực lượng cứu hộ đã xác định rằng đêm hôm đó lũ sẽ không tràn qua đảo nên quyết định đợi đến khi nước chảy chậm lại vào ngày hôm sau mới dùng thuyền xung kích đến cứu. Sau đó, huyện điều động thuyền xung kích đưa bánh bao, nước khoáng, quần áo ấm đến đảo biệt lập, đồng thời bố trí cho những người bị mắc kẹt nghỉ ngơi qua đêm tại phòng quản lý trại vịt trên đảo biệt lập.
Các cán bộ chính quyền của thị trấn Bắc Tuyền ở Liên Thành thay phiên nhau túc trực bên sông để liên lạc với những người dân bị mắc kẹt trên đảo nhằm ngăn nước sông dâng cao trở lại và nhấn chìm hòn đảo. Và lúc 10 giờ sáng Chủ nhật, mưa lớn đã tạnh, nước sông dần chảy chậm. Đội cứu hộ của huyện Liên Thành đã cử các thuyền xung kích đến giải cứu những người bị mắc kẹt lên bờ thành 3 đợt. Cảm ơn các bạn đã dốc toàn lực giải cứu và để chúng tôi thoát nạn kịp thời. Một người dân làng 78 tuổi Hoàng Ninh Hoa xúc động nói lời cảm ơn. Quý vị thân mến, theo Tân Hoa Xã Bắc Kinh, từ đầu tuần trước, Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và những nơi khác có mưa bão lớn. Theo thống kê sơ bộ của cơ quan quốc phòng, tính đến thời điểm hiện tại, 12 người ở Bắc Kinh và Hà Bắc đã chết hoặc mất tích do mưa lũ và tình hình lũ lụt chi tiết đang được xác minh thêm. Từ hôm thứ Hai và thứ Ba tuần trước, lượng mưa trên cả nước chủ yếu tập trung ở vành đai mưa từ thượng lưu sông Dương Tử đến phía Đông Bắc. Khu vực có cường độ lớn nhất chủ yếu ở khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và thượng nguồn sông Dương Tử. Lượng mưa trung bình trên bề mặt là 270mm, lượng mưa điểm cực đại là 560mm, lớn nhất kể từ năm 1949. Do bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, hơn 10 con sông bao gồm thượng lưu sông Dương Tử, trung lưu sông Hoàng Hà và thượng lưu sông Siao, sông Hải Hà và sông Đại Khánh đã trải qua những trận lũ siêu cấp. Đến 1 giờ chiều thứ Ba, mực nước đỉnh lũ tại kênh Bắc Lưu vực sông Hải Hà là 19,77m, lưu lượng tương ứng là 1.590m³/giây, cả về mực nước và lưu lượng đều đứng thứ nhất trong kỷ lục đo đạc kể từ khi thành lập Trung Quốc mới. Vào thời điểm đó, mực nước tăng lên 19,22m và tốc độ dòng chảy tương ứng là 555m³/giây. Cả mực nước và tốc độ dòng chảy đều được xếp hạng đầu tiên kể từ khi hồ sơ đo lường thực tế bắt đầu vào năm 1958. Theo thống kê, trong quá trình cứu hộ và cứu trợ thiên tai do mưa lớn, Bắc Kinh đã điều động tổng cộng hơn 12.000 lực lượng cứu hộ thoát nước khẩn cấp và quân đội túc trực, 510 phương tiện kiểm tra đường bộ và tổng cộng hơn 1.000.000 m³ thoát nước. Nước ngập úng về cơ bản đã được xử lý xong trước 6 giờ và 30.695 người ở các khu vực dễ bị lũ lụt và lở đất đã được di rời khẩn cấp. Hơn 70.000 người đã được di rời đến Bảo Định, Thừa Đức và hơn 5.600 ở các khu khác bị lũ lụt đe dọa ở tỉnh Hà Bắc. Người dân được tổ chức tuần tra bờ kè để kiểm tra mức độ nguy hiểm và giải cứu cảnh quan Yasampo. Hơn 100 du khách bị mắc kẹt trong khu vực. Ngoài ra, cơn bão nhiệt đới số 4 năm nay dự báo sẽ đổ bộ dọc bờ biển từ phía Đông Hải Nam đến phía Tây Quảng Đông từ tối thứ Tư đến rạng sáng thứ Năm. Bị ảnh hưởng bởi bão, dọc theo bờ biển phía Nam Trung Quốc sẽ có mưa to đến rất to từ Đông sang Tây, trong đó có mưa lớn ở các vùng phía Tây Quảng Đông, Bắc Hải Nam và Nam Quảng Tây. Bộ Tư lệnh Quốc phòng đã ban hành thông báo tới 4 tỉnh Hải Nam, Quảng Đông, Quảng Tây và Phúc Kiến, cũng như Bộ Tư lệnh Phòng chống lũ lụt Châu Giang và Thái Hồ để lên kế hoạch và triển khai công tác phòng chống bão trước. 5 cảnh báo sớm đã được đưa ra trong vòng 24 giờ và Trương Quang Ninh đã yêu cầu làm tốt công việc phòng chống ngập úng đô thị. Đầu tuần này, cũng do ảnh hưởng của dạnh áp thấp gió mùa, khu vực nội thành Quảng Châu có mưa to đến rất to. Vào lúc 3 giờ 40 phút sáng ngày hôm qua, tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ lần đầu tiên được phát ra trong năm nay và 5 tín hiệu cảnh báo thời tiết đã được phát ra ở Quảng Châu trong vòng 24 giờ. Trụ sở chính của 3 phòng thủ thành phố cũng đã bắt đầu ứng phó khẩn cấp cấp 1 đối với mưa bão. Trương Quang Ninh, Bí thư Thành ủy, yêu cầu tất cả các địa phương thực hiện trách nhiệm kiểm soát lũ lụt và làm tốt công tác phòng chống ngập úng đô thị. Thị trưởng Vạn Thành Lương chỉ đạo tất cả các địa phương cần làm tốt công tác phòng chống mưa bão theo kế hoạch và tăng cường phòng thủ các khu vực yếu. Mưa lớn bắt đầu rơi ở Quảng Châu vào ngày hôm kia và trạm khí tượng đã đưa ra tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng vào lúc 23 giờ 22 phút đêm ngày hôm kia. Một giờ sau, mưa to dần, đài khí tượng đổi cảnh báo mưa dông màu cam. Kể từ đó, mưa lớn đã xảy ra ở một số khu vực của Quảng Châu và mưa sẽ tiếp tục. Đài quan sát khí tượng đã đưa ra tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ đầu tiên trong năm nay và đã không bị hủy bỏ cho đến 7 giờ 45 phút sáng ngày hôm qua. Trận mưa xối xả ngày hôm đó tưởng chừng đã dứt, bất ngờ đến chiều, hệ mây mưa dày đặc lại ập đến. Lúc 17 giờ 32 phút, đài khí tượng phát tín hiệu báo mưa dông màu vàng. Lúc 18 giờ 1 phút, tín hiệu màu xanh cảnh báo dông lốc và gió giật mạnh được phát đi. Chịu ảnh hưởng của lượng mưa lớn từ khoảng 22 giờ tối thứ Ba, một số tuyến đường trũng thấp hoặc các tuyến phố nội ô trong nội đô liên tục bị ngập nước, trong đó có 28 điểm ở khu vực trung tâm thành phố bị ngập nước ít ngày. Trong số các điểm nghiêm trọng hơn là đại lộ Trung Sơn trước Học viện Ngoại ngữ Nam trên đại lộ Bạch Vân và đường Đông Vận Thành. Ngoài ra, một cục viễn thông bị sập tại đường bộ số 37 Trúc Giang Emma.
Theo thông tin thảm họa do Văn phòng Ủy ban giảm nhẹ thảm họa quốc gia công bố vào hôm thứ Tư, thảm họa mưa lũ, lũ lụt, gió lớn và mưa đá kể từ đầu tháng đến nay đã khiến 467 người chết hoặc mất tích ở Trung Quốc. Kể từ đầu tháng này, hầu hết các vùng của Trung Quốc đều có mưa lớn, bao gồm thời tiết đối lưu mạnh cục bộ như dông bão ngắn hạn, gió mưa và mưa đá dẫn đến Bắc Kinh, Hà Bắc, Sơn Tây, Nội Mông, Liêu Ninh, Cát Lâm, Hắc Long Giang, Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang, An Huy, Phúc Kiến, Giang Tây, Sơn Đông, Hà Nam, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Quý Châu, Vân Nam, Tây Tạng, Thiểm Tây, Cam Túc, Thanh Hải, Ninh Hạ, Tân Cương và 29 tỉnh và khu tự trị. Có 1.439 quận và một số trung đoàn của Quân đoàn xây dựng Tân Cương đã phải hứng chịu lũ lụt, sạt lở đất, lở núi và mưa đá. Trong số đó, vùng Trung và hạ lưu sông Dương Tử và khu vực Tây Nam hứng chịu những đợt mưa lớn liên tiếp. Chiết Giang, Hồ Bắc, Tứ Xuyên, Hồ Nam, Quý Châu và các tỉnh khác bị ảnh hưởng nặng nề hơn. Theo thống kê từ Văn phòng Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia, tính đến 14 giờ chiều thứ Tư hôm qua, thảm họa mưa lũ, gió giật và mưa đá kéo dài kể từ đầu tháng này đã khiến 67,94 triệu người bị ảnh hưởng, 355 người chết do thiên tai, 112 người mất tích, 2,383 triệu người phải di dời và tái định cư khẩn cấp, thiệt hại kinh tế là 63,26 tỷ nhân dân tệ. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Xin kính chào và hẹn gặp lại!